Xin kính chào quý vị và các bạn. Trung Bộ nắng mạnh, nhiệt cao trong 2 ngày tới và kể từ ngày 15 tháng 7 trở đi, nắng nóng có xu hướng giảm về cường độ. Còn với Tây Nguyên sẽ tăng mưa từ ngày 14 tháng 7 và có điểm mưa to đến rất to. Ngay ngày mai thì nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành của miền Trung, từ Phú Yên trở ra đến Đà Nẵng, nhiệt độ phổ biến là từ 35 cho tới 37 độ. Còn với khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất từ 37 đến 39 độ và có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Cộng với độ ẩm trong không khí giảm thấp từ 45 cho tới 50%. Tại Quảng Bình, dự báo sẽ còn nắng nóng trong 2 ngày tới với mức nhiệt 36 đến 37 độ. Những ngày sau thì nhiệt độ giảm hẳn xuống chỉ còn từ 32 cho tới 34 độ. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, quý vị đừng bỏ lỡ dịp khám phá vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nơi đây thì nổi tiếng với những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống động thực vật phong phú. Còn hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng thì có giá trị hàng đầu thế giới với những điểm nhất như các sông ngầm dài nhất, cửa hang cao và rộng nhất, hay là những bờ cát rộng và đẹp nhất, cùng với đó là những thạch nhũ đẹp nhất. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên, dự báo ngày mai sẽ có mưa về chiều, còn từ sáng đến trưa, trời chủ đạo vẫn sẽ là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Còn với Đà Lạt, dự báo sẽ có mưa bất chợt trong các ngày thứ 6, thứ 7 và thứ 3 của tuần sau. Trong đó, ngày thứ 3 có thể sẽ có mưa lớn, cần đề phòng với ngập úng và sạt lở đất. Những ngày còn lại thì sẽ khá thích hợp cho quý vị chúng ta có thể khám phá thành phố ngàn hoa, bởi dự báo từ sáng đến chiều trời sẽ có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất thì không vượt quá 26 độ. Mưa thì có chăng chỉ xuất hiện về chiều tối nhưng với lượng không lớn và rất nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh thì có xu hướng tăng mưa trong những ngày tới, nhất là từ ngày thứ bảy trở đi, mưa có thể xuất hiện ngay từ trưa và có lúc mưa lượng khá, cần đề phòng với ngập úng ở những tuyến phố trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 32 độ. Thủ đô Hà Nội sẽ còn nắng nóng đặc biệt gay gắt trong ngày mai với mức nhiệt cao 39 độ. Sang đến ngày thứ 6, nhiệt độ hạ xuống còn 37 độ. Và từ ngày thứ 7 trở đi, do có mưa nên trời cũng sẽ dịu nóng hơn, nhiệt độ giảm xuống còn từ 33 đến 35 độ. Tối và đêm thì tại Hà Nội không khí thoáng đãng, dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất từ 25 cho tới 26 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.